khi Đồng Minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng số 40. Tình báo Mỹ thẩm định ảnh hưởng của biến cố Phật giáo sau cuộc họp ngày mùng 10 tháng 7, tòa Bạch Ốc nhận được một bản phúc trình chi tiết thẩm định tình báo quốc gia do CIA đệ nộp về tình hình miền Nam Việt Nam sau vụ xáo trộn tại Sài Gòn. Bản này là một trong những tài liệu chính yếu vì nói tới khả năng chính phủ Diệm sẽ yêu cầu giảm bớt sự hiện diện của Mỹ, đặt vấn đề ông Nhu và nói tới ảnh hưởng của việc thay thế ông Diệm là sẽ giúp cho cuộc chiến thêm hiệu quả cuộc khủng hoảng Phật giáo đã thực sự thay đổi cục diện miền Nam. Ấy là vào lúc đó chưa có cuộc tấn công vào chùa xá lợi. Báo cáo NIE 53263 Ngày mùng 10 tháng 7 năm 1963 Thẩm định tình hình miền Nam về biến cố Phật giáo Bản nghiên cứu đưa ra những kết luận tóm tắt như sau Cuộc khủng hoảng Phật giáo ở miền Nam Việt Nam Làm nổi bật và gia tăng sự bất mãn lan rộng từ lâu với chế độ diệm và cơ chế chính quyền của ông ta nếu ông diệm thất bại và điều này có vẻ sẽ xảy ra trong việc thực thi mau lẹ những điều cam kết của ông với phật giáo thì những xáo trộn sẽ có thể tái diễn và cơ hội của một cuộc đảo chính hay cuộc mưu sát nhắm vào chính ông sẽ có thể thuận lợi hơn bao giờ hết sự khó chịu ngấm ngầm của chế độ diệm về mức can thiệp của người mỹ ở miền nam việt nam giờ đây đã trở nên gay gắt vì vụ phật giáo và đường lối cứng rắn của hoa kỳ đã áp dụng sau đó thái độ này hầu như chắc chắn sẽ tồn tại và có lẽ sẽ làm cho chính phủ diệm tăng thêm áp lực đòi giảm bớt sự hiện diện của mỹ ở đây về sự việc này thì ông nhu sẽ đóng vai chính ông ta có nhiều tham vọng chính trị và hầu như chắc chắn là ông ta coi mình sẽ là người kế vị ông diệm vì nhiều lý do nên từ lâu nhu có quan niệm thù địch và nghi ngờ mỹ ông ta là người đã thúc đẩy phải có lập trường cứng rắn khi điều đình với phía phật giáo và đã không mấy hưởng ứng những nhượng bộ của chính phủ cuộc khủng hoảng phật giáo dĩ nhiên là có lợi cho cộng sản nhưng cho đến nay chưa thấy có chứng cớ nào là cộng sản đã khai thác nó một cách hiệu quả một người kế tiếp ông diệm có thể là lúc đầu cũng chẳng hữu hiệu gì hơn ông ta trong việc chống cộng và có thể còn kém hơn nữa nhưng còn một số lớn nhân lực có kinh nghiệm đã được đào tạo mà chưa được sử dụng những phần tử này nếu nhận được sự viện trợ tiếp tục của Mỹ cũng có thể lãnh đạo cả chính phủ lẫn cuộc chiến một cách hiệu quả. Chính tướng lãnh đã cố vấn chính phủ dẹp biểu tình. Chiều ngày 18 tháng 8, 10 tướng lãnh trong số các tướng thâm niên nhất họp nhau về việc giải quyết khủng hoảng. Đa số đã đi tới kết luận là không thể để lộn xộn mãi như thế này được. Nếu tổng thống Diệm để cho những cuộc biểu tình kéo dài quá lâu thì sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc chiến chính nhu cầu dẹp ngay phong trào biểu tình bằng cách đưa các nhà sư ra khỏi chùa và đưa họ về quê quán của mình sau đó họ vào dinh gia long gặp tổng thống diệm yêu cầu cho phép quân đội đi giải tán chùa triền và ra lệnh thiết quân luật tình trạng vô trật tự này không thể chấp nhận được tướng đôn nói Tình trạng vô trật tự làm cho người dân mất tin tưởng vào khả năng kiểm soát của chính phủ. Cần phải bắt nhốt những phần tử sách động, chùa chiền không thể là nơi ẩn náu đặc biệt của những kẻ phá hoại. Tướng Lĩnh còn phải nhắc nhở ông Diệm là nhờ hành động mạnh mẽ của ông năm 1955 đối với các giáo phái đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng tương tự. Tổng thống Diệm đồng ý cho phép giải tán các chùa và ra lệnh thiết quân luật nhưng ông nhấn mạnh là không được làm hại bất cứ nhà sư nào. Biến cố chùa xá lợi Về phần đại sứ Nâu Thinh, ông đã xin đi nghỉ hè cùng với gia đình một tháng rưỡi bắt đầu từ ngày 9 tháng 5. Khi biến cố Huế xảy ra, ông đã hoãn chuyến đi và chỉ hai tuần sau ông mới rời Sài Gòn. Yên tâm là tình hình có bề êm dịu hơn. Nhưng chỉ vài ngày sau khi Đại Thứ Nâu Thinh rời Sài Gòn, cuộc khủng hoảng lại nổ mạnh hơn. Đêm ngày 21 tháng 8, chỉ khoảnh khắc sau khi kim đồng hồ ở chợ Bến Thành chỉ 12 giờ, một đám đông tới 20.000 người biểu tình chung quanh chùa Xá lợi. Nhiều người tham gia biểu tình kêu gọi lật đổ chính phủ. Phó đại sứ Chuê hát cho rằng những tố cáo chính phủ đàn áp tôn giáo đã như tấm bình phong che đậy cho nhiều nhóm người chống đối chính phủ Diệm và lợi dụng cơ hội này vì nhiều mục đích khác. Ông thêm rằng cho dù tổng thống Diệm đã bắt đầu có những hành động hòa hoãn như phía Hoa Kỳ mong muốn nhưng cũng đã không có ảnh hưởng gì đối với nhóm người chống đối này. Nhưng hành động của chính phủ bao gồm việc tái xác nhận tự do tôn giáo được hiến pháp hoàn toàn bảo đảm đồng thời lên án những hành động phân biệt tôn giáo thay thế cấp lãnh đạo ở Huế và ra bản thông cáo chung gồm 5 điểm ký kết giữa đại diện chính phủ và Phật giáo. Đối với giới báo chí Mỹ, đây quá là một tin tức giật gân. Từng trăm nhà sư bị bắt nhốt và nhiều người bị quân đội và cảnh sát đánh đập. Habestam cấp tốc gửi báo cáo về tờ New York Times như vậy là anh xác nhận về vai trò của quân đội trong vụ tấn công vào chùa. Nhưng chỉ ngày hôm sau, Hardbestam lại thay đổi hẳn, tránh né vai trò quân đội và đổ cho ông nhu. Tờ New York Times đăng thật to về tin mới của Hardbestam. Sau này, ông Don đã xác nhận là chính như ông và các tướng khác đã thuyết phục tổng thống diệm cho phép di tản các đám đông trong chùa chứ không phải ông nhu. Nhưng vào lúc ấy, theo như báo cáo của CIA ngày 23 tháng 8, ông Don đã đòi hỏi phía Hoa Kỳ là tại sao lại đổ cho quân đội. Đây là dịp hiếm có cho những viên chức tại Bộ Ngoại giao muốn dẹp ông Nhu. Ba viên chức Harriman, Hillman và Foretto đồng nhận xét về biến cố 21 tháng 8 cũng giống như báo chí rằng chính phủ Diệm phá nát chùa triền rồi đi đến kết luận chính phủ Mỹ không thể nào chấp nhận một tình huống là quyền lực nằm trong tay ông Nhu. Ngày hôm sau, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, loan tin là chính ông Nhu chứ không phải quân đội có trách nhiệm. chương 19 Đao phủ Henry, đội mũ đen Nhiều người, trong đó có tôi, luôn cho rằng nếu như có một tay hung ác, đội mũ đen trong thảm kịch Sài Gòn năm 1963 và cái chết của hai anh em Diệm Nhu thì đó chính là logic. Tác giả James W. Douglas kết luận trong một cuốn sách nghiên cứu công phu xuất bản năm 2008. Đại sứ Cabot Lốt đã không trực tiếp ra lệnh đảo chính Tổng thống Diệm, nhưng ông có trách nhiệm lớn lao đưa tới lệnh ấy và khi thi hành mệnh lệnh thì lại dùng nhiều thủ đoạn, kể cả bóp méo những chỉ thị từ Washington nhằm triệt hạ cho bằng được hai anh em Diệm Nhu. Tên ông Lốt là Henry Cabot Lốt nên chúng tôi gọi ông này là Đao Phủ Henry. Chương này giúp độc giả hiểu rõ con người ông Cabot Lốt và trả lời những câu hỏi như Tại sao tổng thống Kennedy lại bổ nhiệm ông ta làm đại sứ ở Việt Nam? Tại sao ông ta lại quyết tâm loại bỏ ông Nhu rồi đánh lừa cả tổng thống Diệm? Bối cảnh của bức mật điện lịch sử ngày 24 tháng 8 năm 1963 về việc Washington ủng hộ đảo chính được soạn thảo và chuyển tới Sài Gòn trong tình huống như thế nào? tổng thống kennedy đã bất mãn với chỉ thị ấy ra sao và đao phủ henry đã đi những bước nào để triệt hạ chính phủ diệm thật cũng lạ nếu như thời đệ nhị cộng hòa có tay đao phủ tên là henry Kissinger, người đã đẩy miền nam xuống vực thẳm thì thời đệ nhất cộng hòa lại cũng có một tay đao phủ khác tên là henry Thông thường khi nói tới viên đại sứ Mỹ cuối cùng trong thời đệ nhất Cộng Hòa thì ta hay nói đến ông Cabot Lốt. Tên đầy đủ của ông là Henry Cabot Lốt. Vậy chúng tôi gọi ông này là Đao Phủ Henry I và Henry Alires Kissinger là Đao Phủ II. Trong cuốn sách nghiên cứu công phu, tác giả James W. Dollar viết nhiều người trong đó có tôi luôn cho rằng nếu như có một tay hung ác đội mũ đen trong thảm kịch Sài Gòn năm 1963 và cái chết của anh em ông Diệm Nhu thì đó chính là Lốt. Ông Lốt đã không trực tiếp ra lệnh đảo chính nhưng có trách nhiệm lớn lao về đảo chính và về cái chết bi thảm của Tổng thống Diệm và Cố vấn Nhu trong thực tế, vào giai đoạn cuối cùng thì chính ông là người đã đóng vai trò đao phủ. Cuối tháng 6 năm 1963, đang khi tình hình ở Sài Gòn có vẻ lắng dịu xuống thì ngày 27 tháng 6 có tin từ Washington là vào tháng 8 thì Hoa Kỳ sẽ thay thế đại sứ Nô Thinh, người đã nhất mực ủng hộ Tổng thống Diệm. Sau 3 năm phục vụ, đại sứ Nô Thinh yêu cầu được thiên chuyển về Mỹ vì lý do gia đình. Đang khi chờ đợi quyết định của Tổng thống Kennedy, gia đình ông Nô Thinh đi nghỉ ở Hy Lạp. Để theo dõi tình hình tại Sài Gòn, ông thường xuyên gọi điện cho lãnh sự Mỹ ở Athens, thủ đô Hy Lạp, để hỏi xem Phó Đại sứ Chua Hết ở Sài Gòn có gửi điện tín gì cho ông không. Tuyệt nhiên là không. Đến khi Ông mua một tờ báo nhỏ ở đảo Mykonos và thấy hình một nhà sư tự thiêu do Marco Brown chụp ngày 11 tháng 6, ông giật mình. Lại gọi cho ông Chua hết một lần nữa nhưng cũng không có thông điệp gì cả. Cho đến khi về tới New York, ngày mùng 1 tháng 7, ông mới nhận được lá thư của Bộ trưởng phủ Tổng thống Nguyễn Đình Thuần viết cho ông rằng Tổng thống Diệm yêu cầu ngài về Sài Gòn gấp. Trong khi ông Nâu Thinh đi nghỉ, ông Thuần cũng đã yêu cầu Tòa Đại sứ Mỹ thông tin cho Đại sứ Nâu Thinh là Tổng thống Diệm muốn ông trở về để làm trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng. Chua hét có hứa sẽ chuyển lời nhưng đã thất hứa cả hai lần. Giả như Ông Nâu Thinh nhận được yêu cầu của Tổng thống Diệm thì chắc chắn ông đã trở về Sài Gòn để làm cho bầu không khí căng thẳng Việt Mỹ dịu đi phần nào. Về tới Sài Gòn, ông Nâu Thinh thấy ông Diệm thực sự đã thi hành một số biện pháp theo yêu cầu của Bộ ngoại giao Mỹ. Ngày 18 tháng 6, ông Diệm cho phát sóng một thông điệp kêu gọi toàn thể chính phủ phải thực thi bản tuyên cáo chung giữa chính phủ và lãnh đạo Phật giáo vào ngày 16 tháng 6. Ông cho phép các nhà sư trở về những ngôi chùa bị cô lập hóa rồi trừng phạt viên đại tá là người đã tổ chức cuộc biểu tình chống Phật giáo. Trong những ngày cuối cùng, khi Nêu Thinh còn làm đại sứ ở Sài Gòn, ông vẫn cố thuyết phục Washington là cuộc khủng hoảng Phật giáo đang dần dần lắng dịu và Washington nên tuyên bố ủng hộ ông Diệm. Nhưng đồng thời, tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bè phái Harriman và Hillman không quan tâm đến những nhượng bộ và hành động của ông Diệm. Một mực cãi lại là phải áp lực ông Diệm cho thật nhiều vì chính phủ của ông không cố gắng đủ để hòa giải với Phật giáo. Hillman đánh điện cho Nô Thinh, nói sẽ có đảo chính trong mấy tháng nếu không phải là mấy tuần nữa. Bởi vậy, nếu Washington tuyên bố ủng hộ ông Diệm thì sẽ phải chịu cái rủi ro là ủng hộ bên thua cuộc và có thể còn kéo dài cuộc khủng hoảng lâu hơn nữa với những hậu quả rất bất lợi cho cuộc chiến chống cộng. Tuy nhiên, Hillman cũng đã thừa biết là Washington sẽ không chịu cái rủi ro ấy vì ông Lốt cũng sắp sửa thay thế ông Nâu Thinh rồi. Cabot Lốt là ai? ông Henry Cabot Lodge sinh tại Nahan, Massachusetts. Cha ông là George Cabot một nhà thơ. Năm 1924, ông tốt nghiệp hạng ưu tại Đại học Harvard, nơi ông là một thành viên của hai hội Hitty Pudding và câu lạc bộ Ford. Năm 1933, ông được bầu vào Hạ viện tiểu bang Massachusetts và năm 1936 được bầu làm nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ. Lốt phục vụ năm đầu tiên của nhiệm kỳ Thượng viện mới của mình, nhưng sau đó đã từ chức ghế Thượng viện của ông vào ngày 3 tháng 2 năm 1944 để trở lại quân đội. Đây là trường hợp đầu tiên một nghị sĩ làm như vậy kể từ cuộc nội chiến. Ông phục vụ ở Ý và Pháp với cấp bậc trung tá nổi tiếng là con người bảo thủ cứng rắn võ biển. Vào mùa thu năm 1941, Lốt một mình bắt được một đội tuần tra của Đức gồm bốn người. Vào tháng 3 năm 1945, ông được tặng huy chương danh dự của Pháp và huy chương đồng của Mỹ. Sau chiến tranh, Lốt trở lại Massachusetts và tiếp tục sự nghiệp chính trị của ông. Ông Lốt cũng là người đã tranh cử với ông Kennedy hai lần và đều thất bại. Lần đầu vào năm 1952 khi ông muốn tái cử chức nghị sĩ tiểu bang Massachusetts và lần thứ hai là trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1960 khi ông đứng chung liên danh Nixon Lốt và chính chúng tôi đã đi vận động cho liên danh này. Nixon và Lốt đã thất cử để địch thủ cũ là nghị sĩ john kennedy thắng cử nixon chọn lốt cùng ứng cử vì đã hy vọng sai lầm rằng cựu thống đốc lốt của tiểu bang massachusetts sẽ nhận được nhiều phiếu bầu làm cho kennedy thất cử ở tiểu bang này ngoài ra ông còn cho rằng vì lốt đã làm đại sứ tại liên hiệp quốc nên có nhiều kinh nghiệm ngoại giao hơn hẳn kennedy là người tương đối thiếu kinh nghiệm thành kiến sẵn về tổng thống diệm. Thoạt đầu tổng thống kennedy có ý định chỉ định ông edmund couleau, cựu lãnh sự mỹ ở sài gòn đầu thập niên 1950, làm đại sứ thay ông nô thinh. ông là người có thiện cảm với những người có tinh thần quốc gia cũng giống như kennedy, nhưng bộ trưởng ngoại giao din không đồng ý và đề nghị ông lốt, vì ông lốt có thể được Đảng Cộng hòa đề cử để ra tranh cử với Tổng thống Kennedy vào năm 1964 nên ông Kennedy rất nể vì trong cuốn sách Triumph Forscan tác giả Meyer viện dẫn nhà sử học Arthur Schlesinger để cho rằng năm 1963, Tổng thống Kennedy biết rằng ông Cabot sẽ là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa ra tranh cử nên chỉ định ông làm đại sứ ở Sài Gòn để ông phải đứng vào thế thủ, không thể cáo buộc những thất bại của Việt Nam cho Đảng Dân Chủ. Nhưng tại sao ông Lốt lại đồng ý? Điều này cũng dễ hiểu. Nếu ông Lốt thành công thì sẽ nổi tiếng, lấy điểm với cử tri. Nếu thất bại... Ông sẽ từ chức trước lúc tranh cử và nói tôi đã chứng kiến sự thất bại của chính sách Kennedy. Như độc giả sẽ thấy trong hai chương sau, vào đầu tháng 9 năm 1963, khi tổng thống Kennedy còn bối rối chưa dứt khoát về đảo chính thì thấy báo cáo của đại sứ lốt vừa tới Sài Gòn được mấy ngày và trái ngược với báo cáo của tướng Hankin, tư lệnh quân sự ở Việt Nam. Bởi vậy ông đã chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng McNamara và tướng Tây Lo, hai người bênh vực diệm, sang Sài Gòn để thẩm định cho rõ hơn về tình hình. Ông Lốt phản kháng cho là chuyến đi không cần thiết. Tổng thống Kennedy có vẻ nương ông Lốt nên viết thư giải thích cho ông ta là chuyến đi hoàn toàn có tính cách quân sự trong hai tháng 9 và 10 vì chỉ thị từ tòa Bạch Ốc nhiều khi không rõ ràng nên ông Lốt đã bóp nặn để giải thích cho tướng lãnh theo ý mình. Trước khi nhận chức, ông Lốt đã có những thành kiến về tổng thống Diệm, ông đi tới kết luận là ông Ngô Đình Diệm vừa bất tài vừa độc tài và chính phủ ông tham nhũng, miền Nam Việt Nam đang hướng tới một thảm họa nếu ông Diệm không cải cách chính trị hoặc không bị thay thế. Sở dĩ có những thành kiến một phần là do ông ảnh hưởng sâu đậm bởi những chỉ trích liên tục về hai ông Diệm Nhu của nhóm ký giả trẻ tuổi như Herbert Stam, Selhan, Brown, Sun Lee. Phần khác là vì ông đã tham khảo ý kiến của ông Junlu, chủ báo Thời gian Cuộc Sống là người chống đối Kennedy, xem ông phải đối xử với ông Diệm như thế nào. Lu đã khuyên lốt chớ có điều đình gì với ông Diệm hãy chơi trò con gà với ông ta trừ khi ông diệm bỏ cuộc thì phải đè bẹp ông ta ông lốt đã nghe lời và hành động như vậy tổng thống diệm không biết nhiều về ông lốt nhưng khi nghe tin ông là người cứng rắn sắp thay thế ông nô thinh làm đại sứ ông diệm tâm sự với bộ trưởng thuần họ có thể gửi 10 ông lốt sang, nhưng tôi không thể để cho chính tôi hay đất nước này bị nhục mạ dù họ có chĩa Đại Bác vào dinh độc lập. Đại sứ Lốt đã ra tay dẹp nhà ngô như thế nào? Nghiên cứu kỹ tài liệu lịch sử, chúng tôi thấy ông đã có những hành động như sau. Vừa tới Sài Gòn, ông đã phớt lờ và không muốn điều đình gì với Tổng thống Diệm, một hành động bật đèn xanh cho tướng lãnh rồi ông trực tiếp khích lệ tướng lãnh đảo tránh. Tiếp theo là việc loại bỏ trạm trưởng CIA là Saxon, người quen thân với ông nhu và không cho Tư lệnh Harkin, người ủng hộ ông Diệm, biết đầy đủ thông tin về đảo chính như vậy lốt dễ bề hành động. Ông cũng không cho Tổng thống Kennedy biết hết những gì đang xảy ra ở Sài Gòn và hết mực thuyết phục Washington chấp thuận đảo chính. Khi lệnh từ Washington chưa rõ ràng, ông đã giải thích theo ý mình, rồi sau cùng đã đánh lừa cả tổng thống Diệm vào ngay ngày đảo chính, đồng thời không thông báo kịp thời cho tổng thống Kennedy về thông điệp và nhượng bộ của tổng thống Diệm vào sáng ngày đảo chính. Sau cùng Ông Lốt đã hứa với Tổng thống Diệm là nếu ông yêu cầu thì sẽ giúp phương tiện để bay ra ngoại quốc, nhưng tới khi ông Diệm gọi điện lần thứ hai để nhờ cậy việc này vào sáng sớm ngày mùng 2 tháng 11 thì ông Lốt đã từ chối. Vì hoàn toàn thất vọng, cho nên Tổng thống Diệm mới gọi cho tướng lãnh ở Bộ Tổng tham mưu, một điều cho đến nay ít người biết. Chúng tôi sẽ trở lại điểm này trong chương 22. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.